Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh con người Đắk Nông với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa truyền thống phong phú, cùng tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch, đặc biệt là gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tạo không gian giao lưu văn hóa các dân tộc, các vùng miền trong cả nước. Đồng bào, các dân tộc cũng đã nhận thức rất cao cái việc mà bảo tồn, giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bởi đằng sau những cái bộ trang phục thổ cẩm đó là cả một tập tục, phong tục, tập quán của dân tộc mình. Đặc biệt là nơi đây là nơi mà có 40 dân tộc anh em sinh sống. Thì cái sự giao thoa của các nền văn hóa và cái mối quan hệ, sự đoàn kết, tập hợp giữa các dân tộc anh em là một điều hết sức cần thiết. Cũng trong chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần này, còn diễn ra những hoạt động khác như triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm, thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam, trình diễn fashion show thổ cẩm, bán kết và chung kết cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 tại tỉnh Đắk Nông. Lễ hội ánh sáng và khinh khí cầu, lễ bế mạc sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 11.